Hello, xin chào mọi người. Nhớ mọi người quá. Lâu rồi thì Ly mới quay trở lại với một cái vlog ha. Thì đây là một cái vlog đi chơi hả. Trước khi mà Ly chuẩn bị lâm bồn thì tầm khoảng 3 tuần nữa thì Ly sẽ gặp được Mango. Thì rất là háo hức tới cái giây phút mà mình được gặp Mango. Vừa nói tới là nó đá nè. Thì hiện tại Ly và Jun với lại gia đình của mình á, thì đang ở Hội An chơi. Thì nhà của Ly đang sửa nhà để chuẩn bị phòng ốc á, cho Mango. Cho nên là nhà nó hơi bừa bộn một chút xíu. Cho nên là tụi mình đã quyết định là đi chơi khoảng 1-2 ngày chơi. Nhà ở Đà Nẵng gần Hội An mà, cho nên là đi Hội An là chỉ đi chợ thôi. Thì bây giờ trước khi ra ngoài chơi á, thì Ly sẽ makeup sơ sơ một chút xíu nha mọi người. Hôm nay Ly sẽ backup với những cái sản phẩm của nhà Bobbi Brown. Nếu như mọi người chưa biết thì Bobbi Brown hiện tại là đã về Việt Nam rồi và có gian hàng chính hãng ở trên Lazada. Hiện tại nhân dịp sinh nhật của Lazada, Ly có lướt qua trước để xem có món gì sale không á, thì phát hiện ra là nhà Bobbi Brown đang có quá trời ưu đãi lên tới 50% và đang có 3 cái deal siêu hời với 3 sản phẩm mà Ly cực kỳ yêu thích của nhà Bobbi Brown là base, kem nền và son môi. Thì Ly sẽ để chi tiết ở phần description box nha. Ở đây Ly có những cái sản phẩm rất là tâm đắc từ Bobbi Brown và Ly sẽ makeup đơn giản thôi. Thì mình đã skincare và bôi kem chống nắng rồi nha mọi người. Ở đây có cái gì giống như là mũi chích đó. Mình cũng biết nè. Thì mình sẽ sử dụng cái base trước nha, là Vitamin and Rich Face Base. Đây là một cái sản phẩm mà mình đã thấy rất là nhiều những cái vlogger khác người ta review rồi. Và Ly là một đứa không có thích dùng kem lót lắm. Bởi vì sao? Ly nghĩ là nó không có cần thiết. Nhưng mà tới đây mà Ly dùng cái sản phẩm kem lót của Bobbi Brown thì đúng kiểu là Ly ố á. Nó vừa là kem lót mà nó vừa là dưỡng cho mình luôn á. Người tán lên da. Trời ơi, cái da nó mềm kinh khủng. Rất là ẩm mịn nè. Để chuẩn bị cho cái lớp foundation tiếp theo, mình sẽ sử dụng kem nền của Bobbi Brown. Cái dòng này tên là Intensive Skin Serum Foundation nha, SPF 40 cộng. Nhưng mà cái mình thích là nó có độ chống nắng cũng khá là cao đó. Nên với những cái ngày mà lười thì mình có thể sử dụng riêng cái này không cũng ok luôn. Cái này mình thích ở mặt điểm á, là cái cấu nó lỏng nè, kem nó mỏng á mọi người. Khi bôi lên da thì có cảm giác là như là serum dưỡng da vậy đó. Mọi người có thể thấy sự khác biệt ở hai phần da, hai bên của mình. Và wow. Mọi người thấy da Ly bây giờ rất là bóng không? Still my skin was better. Vẫn là da của mình nhưng mà ở một cái version rất là bóng, khỏe, rất là đẹp. Mọi người thấy không? Trời ơi, xinh quá. Tức là mình sẽ sử dụng má hồng, tất nhiên rồi, thì rất là thích đánh má hồng, mọi người biết mà đúng không? Thì sẽ đánh từ cái trong này ra ngoài. Mình cười nha. Ví dụ đây là Ly sẽ cười xong rồi Ly sẽ đánh lên cái phần mà nhô cao nhất. Rất là tự nhiên luôn. Và tiếp theo là mình sẽ đánh một chút xíu highlight. Thì mình sẽ đánh lên chút xíu ở cái phần này. Đây là một cái đứa cũng rất là khi mà thích đánh highlight á, cái highlight này của Bobbi Brown nó nhẹ nhàng lắm. Hôm nay Ly sẽ sử dụng hai cây son và hai màu son đến từ nhà Bobbi Brown cho mọi người này nha. Đầu tiên sẽ là Lux Style Instalistic, cái màu này là màu Paris Pink. Đây là một cái màu hồng rất là dễ thương. Cho mình nghĩ là da ngâm thì chắc sẽ không hợp với các bạn da trắng hơn. Thì nó sẽ là một cái màu rất là tự nhiên. Đặc điểm mọi người thích cái dòng son này á, mùi thơm nè, rồi lên môi rất là bóng bởi vì nó có nhiều dưỡng á. Rồi lên nhìn cái môi của mình nó sẽ rất là căng mặn luôn. Nhìn tự nhiên xinh ha. Ly thì không có hay dùng những cái màu đậm á, thì thích là dùng những cái màu nhạt như này.
mình sử dụng với má hồng nữa thì mình sẽ trả trung hơn rất là nhiều. Và sau đó là Ly sẽ đánh một cái màu đậm hơn ở trong lòng môi. À, và mọi người thấy cái makeup look của Ly hôm nay như nào? Ly rất là thích cái nền da của mình luôn á. Và chấm cho cái cặp đôi nền này nè, kem lót và kem nền của Bobbi Brown này 10/10 luôn. Thật sự là cái kem nền này nó không có trang phủ quá nhiều, nhưng mà đối với Ly thì kiểu Ly rất là hài lòng. Thật sự là da của mình cũng không có quá là nhiều khuyết điểm để dùng những cái kem nền trang phủ cao, cho nên là cái kem nền này là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo luôn á. Và Ly thực sự rất là thích cái makeup look này luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi xuống nhà ăn sáng nha mọi người. Cho mọi người ngắm lại thêm một lần nữa. Trời, tự nhiên nó có cái cục mụn, cái cục bị mũi cắn ở đây khó chịu ghê. Hello. Cao đồ. Mặt nhé. Yeah, 나 왜 더 너보다 더 까맣냐? 여러분, 선크림 발라야 돼요. 나 원래 더 하얗다. 하지만 내가 못생김. 여러분, 선크림 꼭 하세요. 선크림은 어썸 스토어에서 팝니다. 아, 됐어. 광고지 마. 웃기냐? 어. 반 어썸 스토어. Hello, tụi mình đã đi được 30 phút rồi và cũng rất là mệt, cho nên là bây giờ thì mình sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi. Thế tục khổ, ấm mất không? Măng ngồi thì cột mặn nè. Măng ngồi ở mà nó không đỡ rồi đó, hả? Thật ra. 나중에 엄마 진짜 엄마한테 자리 줘야 돼. 알았어? 오빠 마스크 할래? 아니야. 왜 막 봤어? 그냥. 이거 해야지, 이거 오빠 거 아니야? 너 태민이 돼. 야! 웃하지 마. 나도 웃어. 오빠. 이거 태민이 캐릭터 이거. 아이고 오빠 거야. 손 대지 마. 또 더럽다. 깨끗하게 했어. 그래 오빠 또 깨끗하게 했었지. 뭐 한 한민 어때? 한민. 한민 김한민. 아 김한민 더
이거 좋은데? 빈? 아, 빈. 김한. 김한솔. 엄마 뱃속에 이렇게 있었다 이런 거 나중에 한빈이가 말하기 들어보면 아 엄마가 이렇게 안 봤었는데 한빈아 그럼 한빈이가 아! It's not my choice 나 안 하고 싶은데 야 너 엄마한테 그런 얘기 했었냐? 너 엄마한테 그런 얘기 맨날 했었구나 나 왜 나왔어? 맞지? 나 별로 안 나오고 싶지잖아 아, 나 별로 안 나오고 싶은데 엄마 나 나왔어 진짜 못했네 어? 대체인 내 거 잘 썼어? 사람들 보고도 진짜 불쌍해 아니야? 몰라 깨끗이 잘 썼어?